Ngày 28 tháng 3, anh Nguyễn Trí Ngân, trú phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nhà anh mới đây xảy ra vụ trộm đột nhập cướp điện thoại iPhone vào lúc rạng sáng. Đây là chỗ của nó trốn nè. Thì nó trốn mình xong rồi bây giờ là ở trên nó bụi á, xong dấu tay chân nó dính nè ha. Đó. Bay xuống đây rồi xong đi ra đây. Thì là cái cửa mấy bạn đang ngủ ở phòng này ha. Bắt đầu là nằm đây nè, nó giật ở đây. Rồi bắt đầu là nó bay ra ngoài cửa đó. Theo thông tin từ chủ nhà, anh cùng với 4 người bạn mới chuyển về căn nhà thuộc hẻm 1306 đường Quang Trung. Vụ trộm nói trên xảy ra vào khoảng hơn 3 giờ sáng ngày 26 tháng 3. Lúc này, trong nhà vẫn còn nhiều người chưa ngủ. Theo chủ nhà, kẻ trộm đã leo từ dưới đường lên ban công tầng 1 chưa khóa cửa, sau đó vào trong. Canh lúc không có người trong phòng ngủ ở tầng 1, tên trộm đã vào lục lọi đồ đạc. Sau đó, kẻ trộm này trốn phía trên khoảng trống của trần nhà vệ sinh, rình rập và chờ thời cơ. Một lúc sau, hai người trong nhà về căn phòng này. Trong lúc một người đang xem điện thoại, thì tên trộm đã trốn trên trần nhà vệ sinh trước đó xuất hiện và cướp lấy chiếc điện thoại iPhone 13 Pro. Không dừng lại, tên trộm còn tiếp tục lấy thêm một chiếc điện thoại iPhone 14 Pro của người còn lại đang ngủ trong phòng. Nhanh chóng, tên trộm treo qua ban công tầng 1, leo xuống đường bỏ trốn. Qua trích xuất camera cho thấy, ngoài tên trộm nói trên, còn có hai thanh niên chờ sẵn bên dưới đường ở phía trước căn nhà để cùng nhau tẩu thoát. Chủ nhà cho biết hai chiếc điện thoại iPhone bị lấy đi có giá trị hơn 40 triệu đồng. Vụ việc sau đó được chủ nhà trình báo cơ quan công an.